Lên cá các bạn ơi. Rồi đụng heo nữa rồi. Sáng nay anh xanh cho coi phim heo không à. Quá rồi, quá rồi. À đánh với sườn này săn heo đã quá. Nó chạy vòng 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 luôn. Bữa nay test mồi mới đủ lên hàng hết rồi. Đi theo quay clip cái đất gì đi về luôn, quay xong lúc này về luôn, nghỉ. Không đi chung nữa. Đi chung ăn hiếp quá, nào nào bắt quay clip không à. Khi chặn thanh tiền được cái này mốt không có phán em nữa nha. Đi toàn. Quá rồi, quá rồi. Con này hơn con này sáng rồi. Lòi hồi dục thổi xong mà lỗ vốn luôn, đánh thê cái này lỗ vốn. Ô bảy 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 thằng bảy quá ơi. Trời ơi. Ê bước đi. Dây điểu đủ lên cá toàn là lên heo à. Ê ơi. Ê cái đó. Quá 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 quá. Thấy nó quậy được. Má nó khỏe. Nó tỉnh rồi. Nó tỉnh rồi, nãy giờ nó ngủ. Trời ơi trời, trời trời trời. 6 kg lên lên thành. Còn lại 5 kg nữa. Con này quýnh cần mờ lờ rồi thôi luôn. Ô lại chạy chạy chạy. Chỉ mẹ con cá sát quên mở điện thoại quay tức quá. Dục nước luôn quá. Làm những cái xanh tôm nổi. Bự quá nó nhảy không nổi nó chỉ chạy thôi à. Rồi đó 30 giây nữa. 30 giây nè bè ơi. Rồi xong rồi. Ra lấy cá luôn chú ơi. Lên nó rồi, lên nó rồi. Ai con bắt rồi con đem vô. Rồi, trời điện thoại nó quay thịt má, điện thoại mà đẹp quay. Ô sắp vô miệng rồi. Từ từ nghe nó ngút. Dính con chia vô đi. Lỗi con cá này bự quá heo kia không nổi coi.
8 kg.